Dạ vâng, em xin được kính chào toàn thể các bác trên kênh Phong Lâm Rừng ạ. Nhà em là vườn Lan Linh My ạ. Hôm nay xin được trân trọng và giới thiệu đến toàn thể các bác nhà mình là nhà em vừa tiết qua một bộ đèn nháy pháo hoa. Và cái mẫu đèn nháy pháo hoa này năm nay đang rất là hot trên thị trường. Vì cái mẫu này nó đẹp nha các bác nhá. Thật sự là nó rất là đẹp và mình điều chỉnh được nhiều chế độ này. Đó. Mẫu đèn nháy này thì bên nhà em vừa mới lắp xong này. Thì thật sự nói với các bác nhà mình là em cũng khá là bất ngờ khi mà lắp lên thì thấy nó rất là đẹp các bác ạ. Lúc ban đầu thì khi nhận một cái bộ hộp như thế này từ bên công ty gửi về này, thì em chỉ trong đầu em chỉ có nghĩ là cái bộ đèn nháy này nó chắc nó chỉ bé bé thôi các bác ạ, và chắc là nó sẽ rất là khó lắp và rất là kỳ công. Nhưng mà không không đâu các bác nhá, rất là dễ lắp cho em ạ. Và cái bộ này nó lại còn khi mà lắp lên ấy, thì cái từ phần dưới này cho đến phần trên này nó cao lên đến tận hơn 1 mét luôn các bác ạ. Đó, em thật sự là bất ngờ luôn, vì lúc đầu em chỉ nghĩ hình dung nó chỉ được độ 50 cho đến 70 phân thôi. Nhưng khi lắp lên thì em mới thấy là từ phần dưới lên phần trên đến tận hơn 1 mét luôn. Các bác mà trưng mình dán tường cũng được, hoặc là mình có thể là mình cố định vào. Các bác nếu mà các bác muốn làm kiểu như là mình trưng ở khu vực khác không dán tường ấy, thì các bác lại phải làm thanh, các cái thanh gỗ hoặc thanh tre, các bác làm theo các cái phần đây nhá. Đó, rồi các bác dán vào nhá. Còn đây là nhà em đang dán trực tiếp vào tường với nhiều cái chế độ khác nhau đây các bác nhá. Mình điều chỉnh theo ý muốn của mình này. Đó, đây là em quay qua một chiếc hình qua một cái điện thoại nên thành ra cái màu nó còn chưa đẹp bằng bên ngoài đâu các bác. Bên ngoài rất là đẹp cho em. Và cái bộ này sử dụng thì nó rất là an toàn và nó cũng dễ dùng nữa nha các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có một cái chỗ chống giật này các bác này. Đó, cái này là chống giật nhá. Mình chỉ cần sử dụng cái cục sạc dự phòng thôi, nên là điện của nó rất là nhẹ vì nó được điều chỉnh ở khu này rồi, nên là điện của nó chỉ có 12V thôi. Mình dùng vừa tốn ít điện mà lại vừa đẹp cho em, an toàn luôn nha các bác nhá. Hiện tại thì bên nhà em được lấy hàng trực tiếp từ bên công ty luôn. Được lấy hàng từ bên trực tiếp từ bên công ty luôn và cũng đã giới thiệu với các bác ở trên một cái buổi live. Đấy là chú nhà em thì có làm trực tiếp là nhà phân phối luôn các bác ạ. Nên thành ra là chú ruột của mình, thành ra là chú cũng để cho mình cái giá là ngay tại nhà phân phối, ngay tại công ty luôn. Nên là bên nhà em bán ra thị trường cũng sẽ rẻ hơn so với nói chung là so với những cái cửa hàng hoặc một cái những cái khu vực khác. Giá bán lẻ cho các bác nhưng chỉ bằng cái giá bán buôn thôi ạ. Đó, nên là các bác nhà mình cứ hoàn toàn là yên tâm này, em bao giá cho các bác luôn này. Và bảo hành cho các bác nhà mình nhận hàng, được kiểm tra hàng và đảm bảo cho các bác nhà mình mình mua bộ như thế, hàng mình được gọi là mình dùng nó được tốt này, được bền này. Đó, cái này dùng bền cho em nhá, rất là bền cho em luôn ạ. Hàng này thì là được, hàng này là được phân phối ở bởi công ty đấy các bác nhá, nên mình không yên tâm cho em này. Cái này còn sử dụng mà em thấy ở đây thì nó có làm như là có nhạc này, có bluetooth này, nó rất là nhiều cái chức năng khác. Nhưng mà cái chức năng này thì bên nhà em thì chưa test qua. Cái này là em nghĩ là nó sẽ kết nối kiểu như là vào tivi, cả dạng như các bác có thể kết nối vào tivi thì nó sẽ chớp theo tính nhạc hoặc tính đèn gì đấy. Nhưng cái này thì em chưa test qua. Cái này thì nhà em mới test cái kiểu như là mình cắm điện một cách đơn giản nhất thôi. Xin được báo giá luôn với toàn thể các bác thì trên thị trường đang có giá bán dao động từ 240.000 cho đến khoảng tầm hơn 300.000 trên một sản phẩm. Bên nhà em bán cho các bác là 190.000 cho một bộ sản phẩm nhá. Và các bác mua từ 5 bộ trở lên thì bên nhà em sẽ bao ship cho các bác luôn ạ. Đó, còn các bác mua 1-2 bộ thì mình giá 25 cho đến 30.000 tiền phí ship nha các bác nhá. Rồi, em cảm ơn toàn thể các bác đã xem video này. Xin chào và kính chúc các bác nhà mình tài lộc và sức khỏe nha các bác ơi. Cảm ơn các bác rất nhiều.